Thẩm Sâm đơn giản giải thích một câu, đã mang theo bọn họ hướng về phía tòa nhà hình mái vòm kia đi vào. Càng đến gần, thân thể của từng pho tượng ở mặt ngoài xã học lầu cũng có thể thấy được rõ ràng hơn. Những điều khác ở nơi này chính là pho tượng của lộ viện đệ tử. Phàm là những đệ tử có thể tiến vào xử lên các học viện nội viện, đều sẽ được đúc ra một pho tượng lưu lại ở nơi này để làm kỷ niệm. Đồng thời cũng làm chứng nhận cho lịch sử của sử lai các học viện. Thẩm Sâm nhìn ra sự hiếu kỳ ở trong lòng bọn họ, lại giải thích thêm một câu. Không đợi Đường Vũ Lân bọn họ quan sát thêm, Thẩm Sâm đã dần dần đưa bọn họ vào trong tòa nhà lớn. Đi vào trong tòa nhà này, cảm giác đầu tiên của bọn họ chính là to lớn hùng vĩ, mỗi tầng cao chỉ là hơn 10 mét, tổng thể tòa nhà cao khoảng 6 tầng cả thấy, ở trên vách tường đều là bút hóa, khung cũng là cũng như vậy, tuy rằng xanh vàng rực rỡ, nhưng phần nhiều đều mang lại cảm giác trang nhã cổ điển. Thẩm Sâm vừa đi về phía trước vừa nói, tòa nhà lớn này gọi là Sử Lai Khắc Lâu, các bức bích họa các người thấy đều là những sự tình mà Sử Lai Khắc học đã là trải qua kể từ khi thành lập suốt 2 vạn năm qua. Đây mới là gốc gác đó, 2 vạn năm gốc gác. Cảm giác này có thể nào không khiến cho người khác suýt xoa cho được đấy. Bất kể là Đường Vũ Lân, Ta Giải hay là Cổ Nguyệt, cùng với Hứa Tiểu Ngôn sau khi tiến vào ở nơi này, đều có cảm giác thiêng liêng muốn quỳ bái. Bọn họ cuối cùng đã hiểu được tại sao Sử Lai Khắc Học Viện lại được gọi là thánh điện của hết thảy của các hồn sư. Đi tới nơi này thực sự có cảm giác đang hành hương. Nếu như có thể ở lời như thế này học tập, sự phát triển của bọn họ có thể tưởng tượng được. Tất nhiên sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời cả đời khó có thể nào quên. Đường Vũ Lân chỉ cảm giác dòng máu trong cơ thể của mình như đang sôi trào, hai tay bỗng nắm chặt thành quyền. Đồng thời, sự xấu hổ trong lòng hắn cũng càng thêm mãnh liệt, bởi vì do lỗi của mình, suýt một chút nữa đã hại tất cả các bạn bè bỏ lỡ cơ hội ghi danh cả đời chỉ có một lần này. Ở lại chỗ này, nhất định phải cùng các bạn đồng thời ở lại chỗ này. Tuy rằng chỉ mới đến lần đầu, nhưng ngay lập tức ở trong đầu quán cũng đã tràn ngập ý niệm này. Sử Lai Khắc Học Viện là địa phương mà bất kỳ hồn sư nào cũng không thể miễn dịch được. Đi qua khu vực cung đỉnh, leo lên trên thềm đá tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong. Từ cửa sổ hình vòm hai bên có thể thấy được cỏ cây xanh um tùm bên ngoài, mảnh cây cối xay đặc, cao thấp chập trùng, các loại thảm thực vật được bố trí tao nhã, nhưng ở một bên khác lại như là khung cảnh tự nhiên được kiến tạo mà thành. Căn bản là không có cách nào phán đoán ra chủ giá học lâu này đến tột cùng là rộng lớn bao nhiêu. Kiến trúc mái vòm chính diện lúc trước rất hiển nhiên chỉ là một phần của nó, e rằng cho dù là hoàng cung trước đây cũng không thể so sánh được với nơi này. Chẳng trách lúc trước Thẩm Sâm nói Sử Lai Khắc không thiếu tiền, chỉ riêng kiến trúc quy mô như vậy đã bao nhiêu tiền rồi đấy. Đường Phu Lân hít sâu một hơi, cảm giác cả người đều trở nên khác biệt. Hòa vào nơi này nhất định sẽ thực sự là sự tình tươi đẹp nhất ở trong cuộc đời. Lại vòng qua hai đạo hành lang uốn khúc, Thẩm Sâm họ đi tới một đại sảnh hình tròn. Đại sảnh này có chiều cao 20 mét, khung đỉnh vẫn là được trang trí bích họa như trước. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thân thể đều không tự chủ được run rẩy một tiếng. Tâm bích họa kia tuy rằng cách bọn họ đến 20 mét trên cao, nhưng ngẩng đầu nhìn lại vẫn như cũ là loại cảm giác thái sơn áp đỉnh. Bên trong bức họa chỉ có một loại sinh vật, đó là một con hắc long to lớn, đó là một đôi mắt màu vàng óng, đôi cánh khổng lồ mở ra, toàn thân phóng thích ra vầng sáng ám tử sắc, tuy rằng chỉ là hoa, nhưng cũng họa cực kỳ là kỳ sinh động, vậy trên người của nó đều có thể thấy được rõ ràng, áp lực cực kỳ lớn cũng bởi vậy mà xuất hiện, áp lực đó giống như muốn khiến cho cả không gian sụp đổ. Phản ứng của Đường Vũ Lân là nhanh nhất khi hắn cảm nhận được ưu thế kia từ trên trời giáng xuống. Ở trong cơ thể nóng lên, khí tức huyết mạch tuôn ra dụng uy súng, hắn giống như cảm giác được huyết mạch của chính mình toát lên một ý niệm đầy kiêu ngạo, giúp hắn vẫn có thể đứng thẳng tắp sống lưng, không chịu ảnh hưởng chút nào. Cổ Nguyệt phản ứng chỉ đứng sau hắn, thân thể rung động mấy lần sau khi con người lóe lên chút khiếp sợ, liền là dần dần khôi phục lại bình thường. Nhưng Hứa Tiểu Ngôn cùng với Tà Giả lại phản ứng khá là chật vật. Hứa Tiểu Ngôn thân thể run lên, suýt nữa ngã sấp xuống, khắp khuôn mặt đều là vẻ hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở lên trắng bệch. Tình huống của Tạ Dài lại càng thêm không thể tả, thân thể hắn loáng một cái liền trực tiếp muốn ngã sấp xuống mặt đất, may là được Đường Vũ Lân kéo lại, lúc này mới không thực sự ngã sấp xuống. Hơn nữa nó cũng kỳ quái, ở trong nháy mắt khi mà hắn bị Đường Vũ Lân kéo, hắn cũng cảm nhận được thân thể của mình được khí tức của Đường Vũ Lân bao phủ lấy, cảm giác sợ hãi đến cực điểm cũng yếu bớt đi rất nhiều, cuối cùng cũng coi như có thể miễn cưỡng đứng vững. Thẩm Sâm không biết từ lúc nào đã biến mất, ở trong căn phòng lớn này cũng chỉ còn sót lại 4 người bọn họ. Ở giữa bầu trời chuyển đến áp lực không ngừng tăng cường, giống như sóng biển vậy.
Đường Vô Lân khẽ nhíu mày, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được ở bên cạnh mình, thân thể của Tạ Giải kịch liệt run rẩy hơn, giống như lúc nào cũng có thể tan vỡ. Đường Vô Lân là người thông minh, thời điểm hắn thấy chính mình đã khôi phục lại, liền phát hiện ra Thẩm Dập đã biến mất. Hắn lập tức ý thức được lời này sẽ không đơn giản như vậy, rất có khả năng là một phần của cuộc thi nhập học của bọn họ. Hừ, một tiếng hừ lạnh từ trong mũi của Đường Vũ Lân phát ra, ở nơi xa xa trong hai mắt của hắn lóe lên một vệt kim quang nhàn nhạt, lực lượng huyết mạch ở trong người cũng là nháy mắt bị hắn thổi động. Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được kim đan bao trùm toàn bộ lấy cánh tay phải của mình, so với trước đấy sức mạnh rõ ràng lại tăng lên rất nhiều. Quan trọng hơn, lần này hắn có thể tự cảm nhận được khí huyết của chính mình sôi trào, vậy lan tràn từ cánh tay phải tiếp tục lan đến vai phải, tiếp tục lan tràn đến xương quai xanh, ngực phải lao thẳng đến toàn bộ phía cơ ngực ở bên trái, đến khi là bao trùm toàn bộ phía người ở bên phải mới dừng lại. Ngay cả phần cổ bên phải của Đường Vũ Lân cũng có thêm một ít kim lân. Gợn sóng khi mà huyết cường thịnh lường theo tiếng hừ lạnh kia của hắn bùng lỗ, hóa thành một tầng bảo vệ vô hình, đem các bạn bè tất cả đều bao phủ ở bên trong. Nói cũng kỳ quái, dưới tiếng hừ lạnh này của hắn, khung đỉnh hắc văn cự long vốn đang tỏa ra uy áp bỗng đột nhiên bị suy yếu, dấu huyết mạch khí tức che chở, Tạ Giải cũng theo đó khôi phục lại bình thường. Hắn còn chưa cảm giác được khí huyết cường thịnh của Đường Vũ Lân, nhưng cũng có thể cảm thấy đứng ở bên người của Đường Vũ Lân có cảm giác đặc biệt an toàn. Loại cảm giác đó lại như là trời sập cũng có thể đỡ được, chỉ cần ở bên cạnh hắn sống như tất cả đều không thành vấn đề. Ồ, một tiếng khẽ ổ vang lên, Thẩm Dập từ ở trong một trụ đá bên cạnh đi ra, cùng với nàng đi ra còn có một ông lão khác. Ông lão ở trên người trường bào màu xanh sẫm, ở trên mặt biểu lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Đường Vũ Lân chằm chằm rồi nói: "Không sai, có tiềm lực tiểu quái vật, qua nhiều năm như vậy ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, có thể dùng uy thế của bản thân đứng vững vàng dưới uy áp của Hắc Long Vương." Đường Vũ Lân bọn họ cũng không biết, bút họa trên đỉnh đầu bọn họ lúc này chính là do một vị phong hào đấu la am hiểu hội họa của Sử Lấy Khắc Học Viện vẽ lên. Sở dĩ sẽ sản sinh ra uy thế mãnh liệt như vậy là bởi vì thời điểm hắn tạo lên bức họa, ở bên trong màu nước này đã được bỏ thêm một thứ của hồn thú đã từng đứng hàng đầu tinh đấu đại xâm lâm. Máu tươi của kim nhãn Hắc Long Vương khủng bố, mà dòng máu kim nhãn Hắc Long Vương lưu lại kia chính là được thu thập khi nó chiến đấu của một vị đại năng khác của Sử Lai Khắc nhỏ xuống, vì lẽ đó bức họa này mới có hiệu quả như vậy. Đối với học sinh tham dự kỳ thi nhập học, đây là vòng thi sát hạch tinh thần lực, kiềm trì thời gian cũng càng dài, điểm sát hạch tinh thần càng cao. Ánh sáng ở trong mắt Thẩm Dập cũng tràn đầy sự kinh ngạc, cho tới nay ở trong đoàn đội của Linh Ban này, nàng coi trọng nhất cũng chỉ có một người, chính là Cổ Nguyệt, lại không nghĩ rằng vừa mới đi tới nơi này, vừa bắt đầu sát hạch, nàng liền nhìn thấy kinh hỉ, mà kinh hỉ này lại đến từ chính Đường Vũ Lân. Nàng ở Sử Lấy Khắc Học Viện nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói phòng cách Hắc Long này có thể có người lại dũng khí thế của chính mình, khiến cho Hắc Long Vương uy áp mất đi hiệu lực. Dù những nhân vật có tinh thần lực lượng mạnh mẽ, cùng lắm cũng chỉ có thể đứng vững vàng trước Hắc Long Vương uy thế mà thôi. Lý Lão, vậy việc cho điểm của bọn họ. Lý Lão liếc mắt nhìn Đường Vũ Lân rồi nói: "Tên tiểu tử này điểm tuyệt đối, ba người khác vận may cũng là một phần của thực lực, vậy mỗi người cho 8 điểm đi." Cảm tạ Lý Lão, Thẩm Dập ở trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Căn bản không cần nàng dặn dò, Đường Vũ Lân bốn người đã hướng về ông lão khom mình hành lễ. Ông lão khẽ mỉm cười rồi nói: "Ta cũng là cấp cho chọc thế lão nhân kia mặt mũi, các ngươi dù gì thì gì cũng là tới muộn rồi đó." Nói xong câu đó, hắn đã xoay người hướng về một bên đi đến. Trước khi đi, hắn còn cố ý nhìn lại Đường Vũ Lân một chút, gật gật đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Sát hạch kia chia làm nhiều hạng, mỗi một hạng cao nhất là điểm tuyệt đối, 6 điểm là hạng tiêu chuẩn. Sau khi hoàn thành toàn bộ các hạng mục sẽ tính tổng điểm, thi đơn thất bại sẽ là có điểm trừ ngoại ngạch, thi đơn xuất sắc sẽ có thêm điểm cộng. Vì lẽ đó, hạng thứ nhất của cuộc thi này, các người vận khí không tệ. Thẩm Dập lúc này rất hài lòng gật gù. "Đi theo ta." Thật nhanh, sát hạch hạng thứ nhất cùn cố như vậy mà kết thúc sao? Tạ Giải hướng về Đường Vũ Lân đưa ngón tay cái lên. Bọn họ hiện tại cũng đều đã minh bạch, hạng thi sát hạch đầu tiên chính là tinh thần lực. Tinh thần lực càng mạnh, đối kháng uy áp tinh thần lực lượng tự nhiên cũng có thể kiên trì thời gian càng dài. Với tinh thần lực lượng hiện tại của Tạ Giải, trong các hồn sư bình thường có thể xem là không tệ, nhưng ở nơi này, tình huống vừa rồi của hắn tuyệt đối là thất bại. Điểm của Cổ Nguyệt có thể sẽ cao hơn, nhưng tình huống của hắn cùng với Hứa Thiền Ngôn tuyệt đối không đạt đến 8 điểm. Cửa thứ nhất thuận lợi thông qua cũng làm cho bốn người đều bỗng cảm thấy chấn phấn.
Ở trong quá trình bọn họ tiến tới, theo bản năng đã biến thành điều phũ lần đi ở trước nhất, Tạ Dài đi ở bên cạnh, hắn ở phía sau một chút, Cổ Nguyệt cùng với Hứa Tiểu Ngôn đi ở sau cùng, duy trì trận hình chiến đấu bình thường. Xuyên qua một đạo hành lang uốn khúc, Tài tiến vào trong một tòa đại sảnh, Thẩm Dập dừng bước lái, xoay người hướng về bốn người rồi nói, các người ở chỗ này chờ một thoáng, tiếp theo sẽ là đệ nhị khát hạch. Nàng không có nói nội dung sát hạch là gì, có thể để cho bọn họ tham gia sát hạch đã nói là cực kỳ khai ân rồi. Độ khó của sát hạch sở nhĩ mới là nói càng lớn, là bởi vì bọn họ không cần phải xếp hàng như những thí sinh khác, mà bản thân của quá trình xếp hàng này cũng là thêm thời gian nghỉ ngơi rồi, bọn họ không phải chờ đợi, vậy thì chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân tiên lục là vượt qua. Đường Vũ Lân hướng về mọi người liếc mắt ra hiếu, Hứa Thiểu Ngôn cùng với Tạ Dài không có chút sợ dữ, liền khoanh chân ngồi xuống dưới đất, điều chỉnh lại trạng thái của chính mình, uy áp tinh thần vừa rồi đối với bọn họ cũng là có ảnh hưởng nhất định. Cổ Nguyệt lại hướng về Đường Vũ Lân lắc lắc đầu, ra hiệu mình không có chuyện gì. Đúng vào lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác được toàn bộ ánh sáng ở trong đại sảnh này đột nhiên tối sầm lại, giống như màn đêm buông xuống. Và lúc này mới là giữa trưa khối, khoảng cách đến tối cũng còn rất lâu. Ở trên mặt đất, từng đạo tia sáng kỳ dị sáng lên, những tia sáng này đều là màu bạc nhạt, đan xen lẫn nhau, phác họa ra một hình ảnh huyễn lệ, mà không đỉnh ở trên đỉnh đầu cũng sinh ra biến hóa. Không đỉnh lời này, bích họa lại vẽ bầu trời đêm, mà thời khắc này, bầu trời đêm phảng phất đã biến thành chân thực vô cùng vô tận.